Xin chào anh chị em nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Quá Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường sau cái ngày giao dịch ngày 28 tháng 2. Thì có thể nói là còn một phiên giao dịch nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc cái tháng 2 rồi. Và ở thời điểm hiện tại thì thị trường nó vẫn đang có rất nhiều cái chuyển biến tích cực cho cái xu hướng tăng của chỉ số tại cái thời điểm này. Và kể từ cái phiên phân phối đầu tiên, chúng ta đã cho rằng là phiên cái ngày 23 tháng 2 là cái phiên phân phối đầu tiên, thì kể từ cái phiên giao dịch này cho đến thời điểm hiện tại thì thị trường đã tăng đâu đó là 3 phiên liên tiếp rồi. Và với 3 phiên liên tiếp như thế này thì thị trường chỉ số nó đã tăng đâu đó khoảng là 50 điểm rồi. Vậy liệu cái nhịp phân phối này nó còn được tiếp diễn nữa hay không? Thì ở trên cơ sở lý thuyết á, khi mà một cái chỉ số nó phân phối, đúng không ạ? Khi một chỉ số nó phân phối và nó gì ạ? Nó có những cái tín hiệu là kéo vượt luôn cái mức giá cao nhất của phiên phân phối trước đó thì nó đã là một cái tín hiệu xác nhận phủ định, một tín hiệu phủ định lại một cái phiên phân phối này rồi. Thì cũng giống như cái phiên giao dịch trước đây đó, nếu mà chị nào có theo dõi kỹ phiên giao dịch trước đây, chúng ta cũng cho rằng nó là một phiên giao dịch phân phối, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thị trường nó cứ lên và nó vượt khỏi cái vùng giá cao nhất của phiên giao dịch này và thanh khoản vẫn duy trì ổn và vẫn tăng đều với về mặt chỉ số, thì nó đã phủ nhận lại cái phiên phân phối này và đây bắt đầu được tính là cái phiên phân phối thứ nhất, đúng không? Đó, thì từ đó chúng ta sẽ tổng hợp lại, chúng ta sẽ thấy được rằng là ở thời điểm hiện tại thị trường nó vẫn đang trong quá trình đi lên của chỉ số tại cái thời điểm này. Và nhiều anh chị đặt ra câu hỏi với Thành là liệu đây có phải là cái vùng nên thận trọng hay chưa, và đây có phải là cái vùng mà chỉ số hoặc là thị trường nó sắp điều chỉnh hay chưa. Thì theo góc độ cá nhân của Thành á, ở thời điểm hiện tại về thị trường á, chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta đoán được ở đâu là vùng đỉnh, ở đâu là cái vùng mà điều chỉnh hết. Chúng ta chỉ xác nhận được chỉ số nó đang rơi vào cái vùng nguy hiểm thôi, và chúng ta nên thận trọng và chúng ta phải hành động như thế nào cho thị trường ở thời điểm hiện tại nó mới là vấn đề. Với điển hình trong phiên giao dịch ngày hôm nay đi, anh chị thấy là chỉ số tăng rất là tốt, đúng không ạ? Đâu đó khoảng 17 điểm. Nhưng mà nhìn lại danh mục của mình hoặc là nhìn lại danh mục của một số anh chị đi, nhiều khi là danh mục nó còn không tăng mà nó còn quay đầu giảm đỏ nữa, đúng không ạ? Đó, thì từ đó cho chúng ta thấy là nếu mà anh chị quan tâm quá nhiều về chỉ số á thì nó cũng không có giúp ích gì cho mình trong cái quá trình đầu tư cả. Với chỉ số, với thị trường á thì chúng ta chỉ cần đưa ra cái kịch bản chung và cái hướng tổng quan, tức là sao? Tức là cái vùng này nó đã rơi vào cái vùng nguy hiểm hay chưa? Và nếu mà rơi vào vùng nguy hiểm rồi thì nó là nhịp chỉnh để lên hay nó là gì ạ? Nó chỉ là những cái nhịp rung lắc, nó chỉ là nhịp gì ạ? Xác nhận quay đầu đảo chiều tại cái vùng này luôn. Đó, thì đó là hai cái vấn đề mà chúng ta cần xác nhận chỉ số khi mà nó rơi vào vùng nguy hiểm. Thì thật ra thông thường mọi người khi mà trong một cái đà tăng của chỉ số nó đang lên mạnh á thì mọi người đều trong những cái nhịp điều chỉnh á thì phần lớn đều sẽ nhận định là nó là những nhịp chỉnh để lên thôi, chứ nó không thể nào ít ai nhận định nó là những tín hiệu đảo chiều hoặc là những tín hiệu rơi hoặc là những tín hiệu xác nhận đảo chiều từ tăng sang giảm của chỉ số hết, đúng không ạ? Đó, thì phần lớn chúng ta sẽ nhận định như thế, và đơn giản là kịch bản thị trường nó đang vận động như vậy mà. Tức là sao ạ? Trong một cái quá trình tăng của chỉ số thì không thể nào mà chỉ số nó quay đầu nó rơi ngay được, anh chị phải nhìn lại cái giai đoạn quá khứ đi. Nhưng mà thấy đúng không ạ? Đoạn trước nó tăng rất là mạnh nhá, nhưng mà để nó rơi và nó giảm một mạch liên tục từ 1.250 cho tới về 1.000, gần 1.000 điểm đi, đâu đó hơn 200 điểm, thì để mà nó rơi một mạch như thế này thì nó cũng phải giằng co một đoạn rất là lâu, và thậm chí một cả một cái đoạn dài, một đoạn lớn như vậy luôn. Đó, nó giằng co khá là mạnh và khá là lâu trong cả xuyên suốt cái giai đoạn này, chứ không phải đùng đang lên ngon lành nè. Chị thấy nè, những cái phiên giao dịch sau đó nè, đang lên ngon lành đùng cái nó quay đầu giảm thì nó lại rơi ngay, đúng không? Không có cái chuyện đó, đúng không? Nó phải giằng co, nó phải biến động liên tục một 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 vài phiên hoặc là một đoạn đi đó, hoặc là ít nhất đến những cái phiên giao dịch như thế này đi đó, những cái phiên giao dịch mà giảm hoặc là giờ rơi mạnh như thế này đi thì chúng ta mới bắt đầu là giờ chúng ta xác nhận tín hiệu quay đầu hoặc quay xe đảo chiều đó. Thì đó là cái kịch bản để mà anh chị xác nhận tại thời điểm này. Và trong trường hợp nè, sau đó nó xuất hiện những phiên này rồi nhưng mà chỉ số nó vẫn lên tiếp đó, vẫn hồi lên phục lên lại đâu đó khoảng quanh 1.250 trở lại, nhưng mà lúc này các cổ phiếu mid cap vẫn tăng rất là mạnh, đặc biệt là hai cái nhóm ngành đó là chứng khoán và bất động sản đấy. Thì nếu mà trong trường hợp chúng ta nhận định là chỉ số phân phối, chỉ số đảo chiều rồi thì cái giai đoạn này chúng ta không mua nữa, thì có phải là chúng ta đang bỏ lỡ mất một cái cơ hội đầu tư cho các nhóm ngành như là về chứng khoán và bất động sản mà. Đó, thì đây cũng là một trong những yếu tố mà chúng Thành muốn nói và muốn chia sẻ với các anh chị á, đó là chúng ta đang bị áp lực quá nhiều vào chỉ số, nên là thành ra chúng ta cứ sợ sợ thị trường và chúng ta không dám mua cổ phiếu nào hết. Và cho đến khi cái cổ phiếu của anh chị mà nó đã tăng rồi và cái chỉ số nó vẫn lên tiếp á, thì lúc đó chúng ta quay lại chúng ta mua là coi như mình đang mua ở những cái vùng cao, vùng vùng nguy hiểm rồi. Đó, thì từ đây chúng ta sẽ rút ra một cái vấn đề rằng là ở thời điểm hiện tại chỉ số vẫn đang tiếp tục duy trì xu hướng lên, và nếu có một trong những cái nhịp điều chỉnh hoặc là những cái nhịp rơi hoặc là những cái nhịp giảm bất kỳ nào đó
thì tạm thời những cái nhịp đó nó chỉ là những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp rung lắc của chỉ số mà thôi. Và nếu những nhịp đó nó diễn ra thường xuyên và liên tục trong nhiều phiên, một tuần cho tới 2 tuần á, thì nó mới xác nhận về tín hiệu mà nó quay đầu nó giảm mạnh ở giai đoạn phía sau, hoặc là nó đảo chiều từ tăng sang giảm. Thì trong vòng từ 1 tới 2 tuần, Thành nghĩ đủ thời gian để cho anh chị xử lý. À, cho dù thí dụ anh chị có mua phiên ngày mai đi, ngày mai nó có tăng tiếp và anh chị mua, nhưng mà sau đó nó quay đầu nó giảm điểm, nó đảo chiều đó, thì sao ạ? Thì anh chị chưa bán được, chưa hàng về chưa bán được, nhưng vậy nó vẫn phải giằng co. Thì trong cái giai đoạn giằng co đó thì anh chị vẫn bán được cổ phiếu như bình thường, chứ không có vấn đề hoặc là không có áp lực gì hết. Và đương nhiên mình phải đưa ra những cái mốc, à nếu mà nó thủng những cái mốc hỗ trợ như thế này thì nó mới là nguy hiểm cho chỉ số ở thời điểm hiện tại. Thì hiện tại có một cái mốc để mà anh chị bám sát và anh chị theo dõi cho nó dễ, và đặc biệt là những anh chị nào đang có lại cổ phiếu của mình thì mình dùng những cái mốc này làm mốc chặn lại thì nó sẽ tốt và nó sẽ tối ưu hơn. Thì nếu mà chỉ số mà nó giằng co mà nó quay đầu á, mà nó thủng luôn cái mốc này, tức là mốc 1211 á, à, Thành lấy một con số nó hơi chính xác một tí, à, để anh chị có thể là tiện theo dõi. Đấy, tức là nó thủng cái gì, cái vùng đáy của cái nhịp điều chỉnh gần nhất nè đó, thì sao ạ? Thì lúc đó nó mới cho chúng ta có thấy tín hiệu nguy hiểm và xác suất nó quay đầu nó đảo chiều mới cao. Chứ còn ở thời điểm hiện tại thì nó mặc nhiên nó đi lên thôi. Nhưng có một cái vấn đề mà anh chị cần phải lưu ý, đó là chỉ số nó đang đi vào cái vùng nguy hiểm. À, đang đi vào cái vùng nguy hiểm, tức là sao? RSI nó đang tiến về cái vùng quá mua rồi, à, vùng này là ưu tiên cho việc bán rồi. Và thêm vào đó là MACD nè, nó cũng lên quanh cái mốc 20, trên 20 rồi. Đó, tức là khi mà chỉ số mà nó lên trên 20 á là nó rơi vào cái giai đoạn nguy hiểm rồi. Đó, thì đây cũng là những cái yếu tố mà cảnh báo cho chúng ta biết là chỉ số đang rơi vào giai đoạn nguy hiểm. Nhưng ở những cái đoạn nguy hiểm của chỉ số thì không đồng nghĩa là nó không tăng được tiếp. Anh chị lưu ý ha, kể cả chỉ số ở thời điểm hiện tại nó đi ngang ha, nó đi ngang thì cũng có những cái cổ phiếu mid cap tăng, mà thậm chí hôm nay anh chị thấy là con BVD nó tăng trần đúng không ạ? Đó, kể cả chỉ số nó đi ngang một đoạn như thế này để rồi nó lên tiếp á, thì anh chị cũng thấy là à cái đoạn đi ngang cũng rất nhiều cổ phiếu tăng ở cái giai đoạn, ở cái thời điểm đó. Vậy nên là anh chị vẫn có khả năng chọn được cổ phiếu để đầu tư, nhưng ở những vùng nguy hiểm á thì khả năng chọn cổ phiếu á nó sẽ khó hơn. À, mà nó sẽ ít hơn, ít cơ hội đầu tư cho các anh chị hơn, và mức độ rủi ro nó sẽ gì, nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó. Và quan trọng là gì, mình phải xử lý cái gì, cái việc rủi ro, làm sao mình giảm thiểu rủi ro đó tối đa nhất có thể. Vậy thì giảm thiểu bằng cách nào? Bằng cách là anh chị phải xác định được cái xu hướng của thị trường nó đang như thế nào, đúng không ạ? Và nãy giờ chúng ta thống nhất với nhau là xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại rung lắc, à, có nhịp giảm, nhịp điều chỉnh, thì nó chỉ là những cái nhịp chỉnh, những nhịp rung lắc trong ngắn hạn mà thôi. Và xu hướng về trung hạn của nó, khi mà chúng ta xem về khung đồ thị tuần thì nó vẫn còn dư địa hoặc là vẫn còn khả năng tăng ở thời điểm hiện tại. Thì đó là một trong những yếu tố chúng ta cần phải lưu ý. Vậy nên là chúng ta xác định là à khi mà rung lắc như vậy á, nó sẽ là cái cơ hội của mình mua vào, đúng không? Vậy thì chúng ta quay lại cái câu chuyện đi. Nếu trong trường hợp chỉ số nó rung lắc hoặc là nó rơi về đâu đó khoảng gần 1.200 rồi nó lên lại đi, thì liệu cái cổ phiếu của các anh chị á nó có rơi về đây hay không, đúng không ạ? Nó có rơi về đây hay không đó, thì từ đó chúng ta sẽ xác định là nếu mà ai cũng chờ rơi về đây hết đó, thì khi mà chỉ số nó rơi về đây thì cái cổ phiếu của anh chị nó có rơi về đây để anh chị mua hay không, hay là nó vẫn giữ cái giá đó rồi nó lên tiếp, đúng không ạ? Đó thì nó là cái sự khác nhau giữa cổ phiếu và chỉ số. Vậy nên là để xử lý và để xác nhận được vấn đề này thì như Thành nói rồi, xác định xu hướng của thị trường trước, rồi sau đó là giả xác định cái cổ phiếu của anh chị á nó đang ở vị thế nào. À, ví dụ các cổ phiếu của anh chị nó đang quanh cái vùng nền thôi và cổ phiếu nó vẫn còn dư địa tăng, ok, thì mình có thể là gì, mình mua trước một phần, à, mua trước một phần vị thế, rồi sau đó là gì ạ? Sau đó là gì, nếu trong trường hợp thị trường có điều chỉnh này thì mình sẽ gì, mua thêm trong cái nhịp điều chỉnh đó của chỉ số, thì nó vẫn sẽ tối ưu và nó vẫn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, còn đỡ hơn việc ở thời điểm hiện tại mình sợ mình không mua vào cổ phiếu rồi sau đó gì ạ? Cứ ngồi nhìn cổ phiếu nó tăng. Đương nhiên mua vào ở đây đó, khi mà chỉ số rơi vào vùng nguy hiểm thì cái tỷ trọng mua vào của anh chị nó phải thấp, à, nó phải ở mức thấp. Và cái thứ hai nữa đó là chúng ta chỉ ưu tiên mua trong những nhịp rung lắc, những nhịp điều chỉnh thôi, chứ cái thời điểm mà ví dụ là nó đang FOMO như thế này mà anh chị vào anh chị mua vội, đặc biệt là với cổ phiếu nha, mình không nói về thị trường, với cổ phiếu mà nó đang FOMO mà anh chị nhảy vào anh chị đua lệnh á, thì chắc chắn như là người sau là cái thiệt hại nó về tài khoản của anh chị thôi, chứ chẳng có thiệt hại về ai hết đó. Thì đây cũng là một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý và cần phải xử lý ở trong cái giai đoạn sắp tới. Thì theo kênh xu hướng á thì nhiều khả năng cái chỉ số nó hoàn toàn nó có thể là tiến lên mốc quanh đâu đó khoảng 1265, à, quanh 1265 trong cái nhịp tăng này, nếu mà 1-2 phiên tới nó vẫn tăng tiếp. Thì ở trong những video trước Thành đã có nói với các anh chị rồi đúng không ạ? Thì khi mà chỉ số mà nó kéo liên tục và nó kéo tiếp á thì nó sẽ rơi vào cái vùng nguy hiểm đó, và vùng nguy hiểm thì anh chị nào có lãi có hàng sẵn thì cứ ưu tiên nắm và chọn cái thời điểm chốt lời ha, thì nó sẽ tốt hơn. Và có mua thì nên mua những cái cổ phiếu bên dưới vùng nền,
thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì anh chị mở lại cái video gần nhất á thì anh chị sẽ thấy cái vấn đề đó ha. Rồi, ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cổ phiếu một tí đi. Nãy giờ kịch bản thị trường là Thành đã có chia sẻ với các anh chị rồi đúng không? Đó, nếu mà có điều chỉnh thì có thể điều chỉnh về đây quanh 1.200, quanh 1.211, hoặc là nó đi ngang một đoạn xong rồi nó lại gì ạ? Kéo tiếp lên những cái mốc cao hơn, có thể là lên quanh 1.280 hoặc là 1.300 điểm ở trong giai đoạn sắp tới. Đó. Thì đây là một trong những cái điều mà Thành muốn lưu ý và chia sẻ với các anh chị ha. Rồi, thì mình sẽ đi qua từng cái cổ phiếu. Thì hôm nay chúng ta thấy là cái nhóm dầu khí là có con BVD nó chạy rất là tốt, nhưng mà phần các cổ phiếu còn lại đó, ngoại trừ BSR thì các cổ phiếu còn lại nó cũng không tăng bao nhiêu hết. Thì từ đây chúng ta thấy là khi mà chỉ số mà nó rơi vào cái giai đoạn phân hóa rồi thì cái gì ạ? Cái mức độ chọn lựa cổ phiếu chính xác của các anh chị nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Bởi vì gì ạ? Bởi vì cái cơ hội nó dành cho nó không còn dành cho số đông nữa. Không phải ai cứ mua trong một ngành đó là thắng hết. Phải chọn đúng cổ phiếu thì chúng ta mới có lãi được đúng không ạ? Thì những cái cổ phiếu này Thành đã chia sẻ cho anh chị chưa ạ? Đã chia sẻ rồi đúng không? Đó, thì đây là những cơ hội mà anh chị đã kiếm lợi nhuận được trong cái giai đoạn phía trước. Còn ở thời điểm hiện tại mình sẽ quay lại một số cổ phiếu thực tế hơn. Thì mình sẽ đi qua các cái nhóm ngành đi để anh chị nhìn rõ vấn đề. Thôi thì trước tiên Thành sẽ nói về nhóm ngành ngân hàng. Thì có phải Thành đã chia sẻ với anh chị là những cái cổ phiếu mà nó còn dư địa tăng, đó là TP Bank, đó là Vietcombank, thì hôm nay nó đã tăng rất tốt luôn à, thậm chí còn Vietcombank tăng trần luôn hả. Thì từ đây chúng ta sẽ thấy một cái vấn đề là gì ạ? Mình đừng áp lực vào chỉ số, và chắc chắn nếu mà anh chị nha, trong 2 phiên trở đây đi, hoặc là 3 phiên đi, ba cái phiên tăng vừa rồi á, nếu mà anh chị áp lực vào chỉ số, cứ nghĩ là chỉ số giảm thì bank nó sẽ khó tăng đúng không ạ, thì anh chị đã bỏ lỡ qua 2 cái cơ hội này rồi đúng không? Đó nên là Thành mới nói là cứ nhìn cổ phiếu thôi, cổ phiếu anh chị mà còn dư địa tăng hay là cái vùng mua của anh chị mà nó an toàn thì anh chị cứ nhảy vào anh chị mua đi. Nếu mà trong trường hợp nếu mà nó có rơi tiếp thì mình xác định kịch bản là mình sẽ mua thêm ở những vùng bên dưới. Trong trường hợp là gì ạ? Nó rơi, nó thủng trên, nó vi phạm nguyên tắc cắt lỗ của mình luôn, ok, lúc đó thì mình bán thôi, không vấn đề gì hết đó. Nên là mới nói là ở thời điểm hiện tại đã xác định, đã muốn đầu tư rồi, đã muốn mua cổ phiếu rồi thì phải chấp nhận một cái mức độ rủi ro như vậy. Còn ok, nếu mà xác định là không sợ rủi ro quá, ok, ngưng, đợi khi nào mà nó có một cái nhịp điều chỉnh mạnh tầm 10, 15, thậm chí 20% của thị trường chung á, thì lúc đó quay trở lại đầu tư, nó cũng không có muộn đâu. Đã. Thì đây là những cái mà Thành muốn chia sẻ cho các anh chị về cái định hướng đầu tư của mình. Nhiều anh chị đang rất là bối rối và không biết bây giờ có nên mua nữa hay không. Đã. Không biết giờ mua mới thì sẽ như thế nào. Đó, thì đó là tâm lý của anh chị. Còn quay lại cái cổ phiếu mà nó đã tăng nóng trước đó đi, ví dụ như CTG đi, thì nó vẫn giữ quanh giá này, đúng không ạ? Đó, và trước đó Thành có nói với anh chị con nào anh chị? Trước đó Thành có nói với anh chị là con STB đúng không ạ? STB ở thời điểm hiện tại là gì ạ? Nó vẫn đang duy trì đại nhịp lên rất là tốt đúng không? Và ở đây nó gặp cái cản chéo như thế này. Đó. Thì nếu mà nó vượt được cái này thì sao ạ? Đi lên tiếp đúng không ạ? Đó, và dư địa nó tăng còn không? Chạc ngày vẫn còn nè, chạc tuần còn không ạ? Chạc tuần quá dư luôn đúng không ạ? Đó, thì những con băng này là những cái con mà mang lại cơ hội đầu tư cho các anh chị. Thì nếu mà trong những phiên sắp tới mà nó có rung lắc tầm 31 đó thì anh chị vẫn sẵn sàng chị vào lệnh trước một phần được. Nếu trong trường hợp không may thị trường nó có điều chỉnh, nó có rơi về quanh 1.200 thì anh chị cũng sẵn sàng mua thêm những con này. Tại vì sao? Dư địa nó vẫn còn tăng. Nhưng mà có lẽ thì giờ, nếu mà với cái đà này thì may đó có thể là nó khó mà nó điều chỉnh lại được lắm, đúng không? Đó. Và những con như con VIP thì anh đã cảnh báo chưa? Cảnh báo rồi đúng không? Và vùng nguy hiểm rồi thì anh chị có mua thì lãi nó cũng không bao nhiêu hết. Đó à, có mua thì chờ về vùng bên dưới này sẽ mua. Đó. Còn đây con SHB thành đã nói là sao ạ? Vùng này chơi được không ạ? Vùng này vẫn chơi được, dư địa nó vẫn còn tăng đúng không? Tại do anh chị thấy là anh chị bị áp lực cái đoạn trước là những con này nó không tăng. Nè, những con này nó không tăng nên là mình không mua, nên là cứ đu qua những cái con mà nó đã tăng mạnh, tăng nóng rồi đó, để cuối cùng nó đâu có lãi bao nhiêu đâu. Hoặc kể cả chỉ công việc cầm băng là mấy ai chú ý đâu đúng không ạ? Mấy ai mua đâu, hoặc là công ty băng nè, mấy ai để ý đâu. Nhưng mà xét lại đà tăng của nó đi, từ cái lúc mà Thành báo cho tới thời điểm hiện tại nó tăng 1 phút rồi đó, nó tăng hơn 10% nữa. Đấy, thì đó nó mang lại cơ hội rất là tốt cho các anh chị, nhưng mà chẳng qua là mình đang bị vướng những con, ví dụ là nghĩ đến băng là bây giờ đánh CTG thôi chứ không có nghĩ đến những cái con khác được. Đó, nên là sẽ rất là khó để mà anh chị có một cái cơ hội đầu tư tốt ở trên thị trường. Và lúc nào anh chị cũng sẽ là người đi sâu dòng tiền hết á. Tức là nó chạy rồi mình mới biết nó khỏe. Và khi mà nó khỏe rồi thì không còn dám mua nữa đâu anh chị. Thì đây là những cái mà chúng ta sẽ lưu ý. Cho con OCB là hôm trước Thành có nói là vào vùng nguy hiểm rồi đúng không? Và khi mà chỉnh về đây sẽ là vùng để mà anh chị mua đúng không ạ? Nhưng mà mình nhìn về cái đồ thị tuần này mình thấy là cái dư địa nó vẫn còn tăng nhưng nó sẽ không nhiều nữa, nên là thành ra là khi mua thì cũng đánh cái biên lợi nhuận nó thấp thấp một tí nó sẽ tối ưu hơn. Hoặc là con VPBank Thành đã chia sẻ cho anh chị chưa ạ? Chia sẻ là cái đoạn này nó về cái vùng nền của nó rồi thì cái đoạn này là gì ạ? Có chỉnh về là cứ canh gì, canh gom thôi đúng không? Đó, mà dư địa nó vẫn còn tăng đó, mà phải nếu mà anh chị tận dụng được những nhịp này thì anh chị đã có những vị thế mua rất là tốt rồi. Và vùng giá ở thời điểm hiện tại anh chị vẫn đánh được không? Vẫn đánh được tiếp nha. Có muốn mua, muốn đầu tư vào VIBank thì vẫn đánh được. Ở dưới 20 thì cứ chia ra mà mua thôi.
sợ thì cứ mua trước một ít đi, à, Thành nói thiệt á, nó chia sẻ như vậy. Đấy, thì sợ thì cứ mua trước một ít đi, nếu mà nó có chỉnh về đây thì anh chị cũng còn cơ hội mua thêm, không vấn đề gì hết, chia ra mua, nó tùy vào cái chiến lược của các anh chị. À, chứ bây giờ để mà chọn ra cái cổ phiếu nào đẹp mà mua mai nó chạy á, làm gì có anh chị, nó tăng hết rồi, còn cổ phiếu xấu, cổ phiếu giảm thì ai cũng nhìn thấy nó xấu hết rồi, đúng không ạ? Đó, thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta lưu ý. Chẳng hạn như con VIBank đi, lúc mà nó về nó đánh một cái phiên này là có ai nghĩ nó sẽ kéo lên được lại như thế này không ạ? Đúng không? Đấy, có ai nghĩ là nó sẽ kéo lên lại như thế này không? Đó, thì đây là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý cho các cổ phiếu. Ví dụ như BIDV đi, ở đoạn này đứng yên luôn. Đó, đoạn này đứng rằng co, nó giữ nó đi ngang một cái đoạn như thế mãi luôn. Đó, thì chúng ta cứ cầm hàng, cứ cầm thôi. Lãi lỗ không được bao nhiêu hết mà gì phải cầm thêm hàng đúng không? Còn là con MB cùng lắm thì nó lên lại được tầm gì ạ? 25, 26 tầm trên này. Đó, thì anh chị nào có đánh thì lưu ý, hoặc là con LB đi, LB đoạn ngày hôm trước thầy có nói rồi đúng không? Nó về lại vùng này nè, coi nó cân bằng lại như thế nào rồi mình sẽ quay trở lại mình tham gia ha. Có một cái nữa anh chị nào có đầu tư thì mình sẽ lưu ý thêm á, đó là ở thời điểm hiện tại á, sau cái nhịp giảm vừa rồi ngày 23 tháng 2 á, là cái chỉ số nó đã giảm khá là nhanh rồi, nên là bây giờ chỉ số nó đang trong cái tình trạng là gì ạ? À, cái giá cổ phiếu ha, nó đã giảm khá là nhanh, thì bây giờ nó đang trong tình trạng là phục hồi nhanh đó, phục hồi nhanh á. Nếu mà đang giảm nhanh và bất ngờ trước đó mà bây giờ lại phục hồi nhanh á, thì nó sẽ chưa lên ngay được và nó sẽ có cái giai đoạn để nó cân bằng và nó tái tạo lại. Thì giống như con lời ban cũng tương tự như vậy thôi, rơi nhanh thì về đây nó sẽ cân bằng lại, thì nếu mà về đây nó cân bằng ổn được thì anh chị hoàn toàn đầu tư một cái nhịp hồi vẫn rất là ok. Ok, có thể là từ quanh 17 đánh lên khoảng gần gần đâu đó 18x 19, anh chị chốt lời vẫn phù hợp cho con lời ban ở thời điểm hiện tại. Techcom thì nó lên vùng này rồi, nó quá cái vùng mua của mình rồi, thì thôi những con này bỏ qua đi, đừng có bận tâm tới nó nữa. ACB nó tầm vùng nguy hiểm rồi thì nó cứ bỏ qua, đừng có bận tâm nữa ha. Thì đó là về nhóm ngành ngân hàng. Còn nhóm thép thì hôm trước Thành nói chị rất là kỹ rồi đúng không, chỉ có tập trung vào HPG thôi, thì những con Nam Kim và Hoa Sen thì nó sẽ đi chậm hơn, thì chị thấy rõ ràng là cái kết quả nó đã có rồi đúng không ạ? Đó, thì anh chị nào có đầu tư có đánh thì lưu ý. Và con Hoa Sen thì đoạn này nếu mà nó cân bằng lại thì anh chị chơi được nha. Ha, anh chị nào có đánh á, đoạn này mà Hoa Sen mà bắt đầu nó cân bằng lại á, thì anh chị bắt đầu anh chị chơi được. À, nhưng cứ chờ đi, chờ một hai phiên nữa xem như thế nào, thì có thì anh sẽ báo trên video thôi. Rồi, bên nhóm ngành bán lẻ thì chúng ta thấy là những con mà chúng ta bỏ qua như con FRT thì kệ nó. À, anh chị đâu có đánh được đâu, vào lệnh cũng trả được cái gì hết. Hoặc là những con như con DG đất nè, đoạn này nó đang cân bằng nè, nó đang ngay vùng nền. Ok, sợ thì gì, mua trước ít đi. À, mua trước tầm 20-30% nó cũng được, mua trước ở đây nè, rồi khi nào gì ạ nó vượt nó lên tiếp á, à, thì mua gì ạ? Mua thêm đúng không? Hai là gì ạ? Nó điều chỉnh về đây thì gì ạ? Thì mua thêm, đâu vấn đề gì đâu anh chị. À, đâu vấn đề gì đâu, đấy nó điều chỉnh thì mình mua thêm thôi, không ảnh hưởng gì hết ha. À, con bét này cũng tương tự như vậy, nhưng mà con bét đoạn này phải tái cân bằng. À, con bét đoạn này nó phải cân bằng trở lại, tức là nó giảm nhanh và nó đang lên khá là nhanh đúng không ạ? Đó thì em phải cân bằng lại một hai nhịp nữa, tầm này thì nó cân bằng lại thì anh chị vào lệnh ok. À, còn MRG cũng thế, đoạn này thì nó cần phải cân bằng trở lại. À, cân bằng trở lại thì anh chị vào lệnh nó sẽ ok hơn ở trong cái giai đoạn sắp tới. PNG cũng vậy ha, PNG thì nó đã cân bằng rồi thì khả năng là cái nhịp này từ nhịp này nó sẽ kéo luôn nè, nó kéo lên tầm 96 luôn ha. À, đó thì đó là về con PNG, anh chị nào có đánh thì lưu ý ha. Bất động sản thì nó còn dư địa tăng khá là nhiều, nhưng mà gì ạ? Nó chưa có những cái phiên bùng nổ nhất định. Thì một vài con có những phiên bùng nổ nhất định như là con sale ha, thành ra nhau này khá là cao ở thời điểm tại và nó đã có phiên bùng nổ rồi, thì những cái nhịp điều chỉnh của nó thì anh chị sẵn sàng anh chị vào lệnh nó sẽ khá là ok. Hoặc là những con như con KDH trước đó có phiên bùng nổ nhất định rồi, thì những cái nhịp điều chỉnh của nó anh chị sẵn sàng anh chị vào lệnh thì nó vẫn rất là ok. Hoặc là con SCR đi, SCR trước đó nó đã có những phiên bùng nổ nhất định rồi thì bây giờ tái cân bằng trở lại thì anh chị cũng canh để mà anh chị vào lệnh được. À, còn ngoài là những con kia thì nó cần phải có một cái vùng tái cân bằng và nó cần thêm một cái vùng bùng nổ, một cái phiên bùng nổ nữa thì nó mới lên tiếp được ở trong những cái đoạn tới. Còn NTL thì đoạn này nó đang đi lên rồi và nó vào vùng nguy hiểm rồi, đoạn này ai có hàng thì nắm thôi. Nếu mà tốt thì nó lên tầm 36 nha, nó lên được tầm 36x á. À, anh chị nào có đầu tư thì lưu ý Vinhome thì vẫn đang đà lên rồi. Đó, thì hôm trước Thành đã có nói rồi đúng không, nó chỉnh về nền thì mua Vinhome là đúng không ạ? À, đó, ai mà có đánh theo Thành thì lưu ý ha. Đó, hôm nay Thành sẽ nói là một số cổ phiếu nổi bật thôi, còn chị nào đánh thì cứ chú ý lại. À, những con như con KBC đánh được không? Đánh vẫn được, nhưng mà sao nó cần phải có một cái phiên bùng nổ, nên là anh chị đánh những con này là phải chấp nhận. Ok, mình phải chờ cái phiên bùng nổ của nó, mà phiên bùng nổ khi nào nó đến thì mình không biết. À, Thành cũng nói luôn như vậy đó, tức là nó đi trong một cái nhịp tích lũy như vậy. À, khi nó nén càng lâu và biên độ nó càng thu hẹp á, thì cái xác suất bung chạy mạnh của nó sẽ khá là cao, nhưng mà đến cái phiên chạy mạnh như thế nào đó thì mình không xác định được chính xác ngày, nên là anh chị nào gì có đánh thì cũng lưu ý như cái này. À, chờ những cái nhịp nào đó mà nó gì nó chạy nó vượt thì lúc đó mình sẽ gì
mua gia tăng, hoặc là mình mua trước một phần. Nếu trong trường hợp xấu nó thủng này thì bán. Đó, nó thủng này thì bán thôi, mình chờ điểm mua mới mình vào lại, hôm qua mình đánh con khác. Đó là cái điều mà mình phải chấp nhận ở trên thị trường. Tại vì bản chất là đối với một số anh chị đánh thì khi mà vào lệnh á là chỉ có muốn lãi thôi chứ không có muốn lỗ ha. Chỉ có muốn chốt lãi thôi chứ không muốn cắt lỗ. Nên là thành ra rất là khó để mà ra một cái quyết định vào lệnh ở thời điểm hiện tại hết. Hiện tại được, tại vì bây giờ nhìn con nào nó cũng đã chạy mạnh rồi. Đó, toàn là thấy những con chạy mạnh không, mà con chạy mạnh vào thì sợ cắt lỗ, nó mà sợ vào xong nó giảm rồi cắt lỗ đó, thì đó là cái tâm lý của các anh chị thôi, nên là mình không dám vào, mà càng không dám vào nó càng lên đó, tới lúc mà bỏ qua sợ hãi để vào rồi đó, thì lúc đó nó giảm ha, tâm lý thường là như vậy. Rồi những con này thì nó lên thì cứ mặc cho nó lên thôi, tại vì nó không có điểm mua cho các anh chị nữa ha, nó không còn điểm mua nữa. Thủy sản thì trước nói rồi đúng không, thủy sản đoạn này thì chỉ có con VHC là nó khá là khỏe, và hôm trước cũng đã tư vấn con VHC rồi. Cái đoạn này thì có muốn đánh nữa thì phải chờ tái cân bằng trở lại, ví dụ như những con mà đi từ nền lên nè đó, anh chị nào có đánh đó, thì muốn đánh nhịp sâu thì những con đi từ nền lên như là con IDI hoặc là con ANV á, đợi nó điều chỉnh đi rồi quay lại chơi được ha. Con VHC nó lên vùng này nguy hiểm rồi thì khó lắm, thì cũng phải đợi điều chỉnh thôi. Thủy sản này gần như là không ha. Đầu tư công thì cũng giống như bất động sản anh chị ha, nó phải có một cái phiên bull lên mà có thanh khoản á, tăng lên mà có thanh khoản á, thì chúng ta mới tự tin được, còn không thì chúng ta cứ mua và chúng ta chờ thời thôi à. Đoạn này đầu tư công là như thế, bất động sản là như thế, nên là ai có đánh thì sẽ lưu ý. Nhưng ngoại trừ có con CAC đoạn này thì nó test lại khá là ổn, nên chị nào có mua thì vào trước ít được ha. À, rồi ok, thì đó là cảng biển thì mấy hôm nay cũng chạy tốt mà đúng không. Cảng biển này gần như là không, các cổ phiếu này Thành đã có chia sẻ rồi, và gần như là nó không còn một cái điểm mua thuận lợi nữa ha. À, nếu còn vót thôi, vót ai đánh thì được nè. Đấy, bây giờ trong cái vùng nền này nè, đấy, trong vùng nền này ai đánh thì mua ha. À, rồi dầu khí thì trước có nói con BVD rồi đúng không, BVS thì nó đoạn này nó hơi khó, nó phải vượt được cái này thì mới lên được ha. Nhưng mà trong nền này vẫn mua được nha, trong vùng nền này thì vẫn mua được, vẫn chơi được. BVT thì hôm trước có nói rồi đúng không ạ, nó đang cố lên, nó test cung ở phía trên này nè. Nhưng mà anh chị phải để ý đây là những cái phiên test cung chứ không phải là những phiên giảm đâu, không phải là những cái phiên kéo xả đâu. Anh chị phải để ý nếu mà trong trường hợp kéo xả là nó phải kéo lên một đoạn rồi nó xả xuống như này nè thì nó mới gọi là kéo xả. Chứ còn ở đây anh chị thấy nè, bây giờ nó đi ngang một đoạn như thế này thì gần như là giá vốn của lái nó nằm ở toàn bộ chỗ này rồi, thì kéo xả kiểu gì anh chị, kéo xả lái nó đâu có lãi đâu đúng không ạ. Thì nó đang test cung á, tức là nó kéo lên tới đây nè, rồi nó xem coi là cái gì, nó xem coi còn ai bán không, tại vì nhịp trước nó kéo xong rồi á, áp lực thị trường nó bị bán quá đúng không ạ. Đó, thì bây giờ gì ạ, nó kéo lên tiếp nữa coi còn ai bán nữa không đó, nó cứ bán, nó cứ cho bán hết đi, về dưới thì nó sẽ có giá đỡ lên. Thì cái cách phân biệt rõ nhất á là anh chị theo dõi thêm một hai phiên nữa, nếu mà giá nó vẫn đỡ được quanh vùng này á thì anh chị bắt đầu anh chị vào dần là vừa đối với con BVT ha. Nên là anh chị nào có đánh thì sẽ lưu ý những cái tín hiệu, cái tín hiệu đó. Như con DCM cũng tương tự như vậy, nó là trạng thái test cung á, nó phải kéo lên coi có ai bán nữa không, tại vì đoạn trước là nó đang đi một cái đoạn rất là tốt như vậy rồi, ai cũng giữ hàng hết rồi đúng không ạ, và ai cũng nghĩ là nó sẽ lên tiếp nên người ta sẽ mua vào. Nhưng mà sau đó bất ngờ nó đạp một phát đó, thì theo thị trường thôi, nó đạp một phát thì cũng chạy tán loạn đúng không, cũng người mua vào kẻ bán ra, thì bây giờ là hàng về hết rồi, thì bây giờ nó phải kéo lên thử coi xem còn ai bán nữa không. Nó hôm nay có phải là mua là tới ngày hôm nay là đã hàng về hết rồi, cũng cái phiên này rồi đúng không. Đó, thì bây giờ nó phải kéo lên coi ai bán nữa không, nếu mà còn người bán thì nó cứ cho đi ngang một đoạn xong rồi sẽ kéo tiếp đó, nó cứ giật lên giật xuống như vậy á, thì người bán ít thì nó mới kéo mạnh được, chứ bây giờ lên ai cũng muốn bán hết thì làm sao lái nó dám kéo đúng không ạ. Đó, lái thì nó cũng phải chọn thời điểm chứ. Đấy, thì con DPM cũng vậy thôi, mấy con phân bón con nào cũng vậy hết á. Đó, nhưng mà đánh được không, đánh được à, chứ con này quanh nền mua trước một phần đi à, khi nào mà nó chỉnh nó gì đó thì chúng ta sẽ gì ạ, sẽ mua thêm đó. Nhìn chung là một số ngành sẽ như vậy ha, còn những cái ngành còn lại thì nó vẫn có khả năng tăng á, nhưng mà thanh khoản nó sẽ khá là thấp, nên là Thành sẽ không có chia sẻ nhiều ở trong video ngày hôm nay. Và hy vọng là những cái nội dung chia sẻ như thế này nó đủ mang lại một cái giá trị và nó giúp anh chị đầu tư được trong cái giai đoạn thị trường khó khăn sắp tới, thì gọi là khó khăn luôn. Tại vì sao, tại vì chọn cổ phiếu mua rất là khó, mà mua không ổn nó quay đầu nó giảm rồi lại cắt lỗ rồi lại chuyển qua con khác nữa thì nó thành ra là lỗ kép. Thì cái đó là những cái mà nó không hay trên thị trường. Và tổng kết lại một tí, khi đã đầu tư rồi thì đừng quan tâm tới chỉ số à, lưu ý ha, chỉ mình chỉ xác định là chỉ số nó sẽ vận động như thế nào và cái hướng vận động đó thì mình còn đầu tư cổ phiếu được nữa hay không, và nếu còn đầu tư được cổ phiếu nữa thì mình sẽ chọn cổ phiếu như thế nào, cổ phiếu ngay nền hay cổ phiếu trên vùng đỉnh, cổ phiếu đã tăng cao rồi
Đó, thì nếu mà chọn cổ phiếu ngay nền thì xác định chia vốn tỷ trọng như thế nào, và phải xác định là nếu trong trường hợp xấu nhất là thị trường nó có nhịp chỉnh thì cổ phiếu ngay nền của mình nó sẽ chỉnh theo, thì lúc đó mình sẽ phải gia tăng thêm cái tỷ trọng của cổ phiếu đấy, thì lúc đó mình sẽ chia tỷ trọng mua bán cho nó hợp lý. Đó, thì đó là những cái tổng kết lại về thị trường cho những cái phiên giao dịch sắp tới. Và đương nhiên nha, vùng này vẫn là nguy hiểm nên là ai có đánh thì cân nhắc cái tỷ trọng, và ai có lãi thì có thể là bảo vệ cái lợi nhuận của mình dần đi là vừa cho các cổ phiếu ở trong danh mục của mình về vấn đề ngắn hạn. Còn về trung hạn thì nó vẫn đang xu thế lên rất là tốt ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi đến cuối video của Thành. Nếu anh chị thấy có nội dung gì hoặc là có thắc mắc vấn đề nào đó thì cứ bình luận ở phía bên dưới, Thành sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Ngoài ra anh chị cần hỗ trợ tư vấn trực tiếp thì cứ liên hệ với Thành thông qua số điện thoại ở phía bên dưới phần mô tả, Thành sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các anh chị ha. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều và chúc anh chị có một cái buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.